trên sông dài thuyền hoa xanh bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm hát em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống thành người. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chất man dày đâu che khăn lịch đôi môi hồng. Thành phố mới dước em về con nước mừng vui, dước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên sông. Dòng sông ơi thuyền hoa, cây trái nở hoa có em về chẳng sáng đời ta. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúng chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui, mừng tân hôn.
xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tôi mình tính luôn chuyện kỳ với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại. Ông bà là lại tấn đấy đi. Rồi. Xin được kính mời các cụ ông, các cụ bà, kính mời các ông bà của các cháu trên cầu trên nước. Và cũng hôm nay là được ngày lành tháng tốt, các cháu quá trình xin phép các cụ về trên của hai gia đình và được sự nhất trí của các cháu đã tới này thành hôn của các cháu vào ngày mai. Hôm nay bên nhà trai các cụ có phái đoàn biên cưa dầu sang bên nhà gái, thì chúng tôi thay mặt cho nhà gái để kính mời các cụ, các ông, các bà bên nhà trai chơi cầu trên nước và có chuẩn bị cho công việc của các cháu ạ. Cái này là chúng tôi xin cảm ơn ông nội của cháu đã coi nhời để cho tất cả các cô công các bà hai bên hôn hò ở đây được biết là ông quay người lễ thành hôn của cháu. Thì chúng tôi cũng mất nói gì hơn thì trước hết là xin báo cáo cô công các bà hai bên hôn hò này được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự cho phép nhất trí của ông bà nội ngoại và sự đồng thuận các cháu. Hôm nay nhà trai chúng tôi có đến cái lễ cưới dầu xin cưới để báo cáo với các phụ ông bà tiến lên tổ tiên cho phép các cháu tổ chức lễ thành hôn. Sau đó trong cái cưới dầu xin cưới này thì cho phép chúng tôi là sắm được mấy cái lễ. Thứ nhất là cái kính lễ bên tổ nội, thứ hai là kính lễ bên tổ ngoại, cái thứ ba là hai cái lễ buồn tiểu, và cái cuối cùng là cái lễ gia tiên để báo cáo với các phụ ông bà như vậy.
thì để xin phép các cụ ông bà cho phép các cháu là mở lễ để tiến lên trước hết là người đầu khi cưới để báo cáo với tổ chức nhân mà mình làm cho phép các cháu được làm bạn chăn năn với nhau và xin cảm ơn các cụ rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Hai bác con mời hai ông đón vào đấy ạ. Dạ. Hai ông cầm cái ở giữa được không? Dạ. Bên là phụ các ông các bà. Chúng ta thay mặt cho bên nhà gái. Rồi, quay quay quay. Các cụ. Rồi, bác nhìn đây ạ. Bên nhà bác đã có lời. Thì chúng tôi thay mặt cho bên nhà gái là xin tiếp nhận cơ cầu của bên nhà gái. Đây rồi ạ. Xem mùa cưới chân hai cong, tay dù hồng lâu thật lâu. Được một ngày vui ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mi miều cô dâu non dung nhan mặn mà chà nhà ai có ông rể quý chà nhà ai có cô dâu hiền ô ngộ thay có con lợn quay xôi đầy mâm cau đầy buồng buồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trông buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui anh ơi người tình tôi ơi anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi em ơi người tình tôi ơi em ơi chuyện chúng mình đã tính sao đại diện của hai bên gia đình chúng tôi xin được mời các cụ xin chào chính thức. Bên họ nhà trai đã làm xong thủ tục nghi lễ về tổ đường, còn hiện tại thì cũng xin phép các cụ các ông các bà là tôi là ông nội của cháu Nhi thì có mấy người ngắn gọn như thế này ạ. Thứ nhất là báo cáo với các cụ các ông các bà là cháu thì nó cũng còn dại dột lắm, thế thì sau này về để làm dâu con các cụ ông các bà đến nhà thì cũng rất mong là các cụ ông các bà dạy dỗ cháu coi như thế là dạy dỗ cháu lên như này, anh không các dỗ cho cháu để nó trưởng thành. Vừa hỏi rồi sau ngày đại lễ rồi thì coi như thế là bây giờ là cháu là như chiếc áo bên nhà là cả cái áo và bên chúng tôi là coi như là có một cái bàn thì coi như là đây có phải là đủ trách nhiệm nhưng mà thôi sau này là coi như là dạy dỗ các cháu mà nên người thì là chủ yếu là thôi là trông cậy vào các cụ ông các bà ở bên nhà trai thế thì tôi chỉ xin phép được là mấy lời ngắn gọn như vậy và cuối cùng thì đấy ý kiến của tôi là xin được kính chúc sức khỏe các cụ ông các cụ bà kính chúc các ông các bà cô dì chú bác của cháu ở bên họ nhà trai là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Cảm ơn. Về việc tổ chức lễ thành hôn cho các cháu, thứ nhất là cái ý kiến của ông nội chúng tôi sẽ để dành để ngày kia chúng tôi đến đón dâu chúng tôi xin nhận. Thứ hai là chúng tôi cũng xin phép có ý kiến
Trước khi có ý kiến, xin chúc các cụ các bác bà nội ngoại hai họ hai bên bốn họ vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và cái thứ hai về chương trình tổ chức lễ thành hôn của hai bên gia đình thì nhà trai chúng tôi cũng xin thông báo và báo cáo với các cụ như này. Hôm nay chương trình hôm nay là dẫn lễ làm sao mà đi hơn thì về kém, và cũng cho đến bây giờ là thời gian chúng ta phải đạt đúng như ý định. Cái thứ hai là chiều nay nhà trai có tổ chức yến tiệc đại tiệc để mừng lễ thành hôn cho các cháu. Đại diện bên nhà trai chúng tôi xin trân trọng kính mời cụ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, các cụ ông họ ba bên bốn họ trong họ chàng gái về nhà trai để dự lễ đại tiệc mừng chờ hạnh phúc cho bác cháu và mừng chờ hạnh phúc của đôi bên gia đình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thời gian đón dâu vào ngày mai chúng tôi là 2 giờ chúng tôi đến xin phép bác cụ cho mẹ cháu đi trước để xin dâu, và 2 giờ chúng tôi là đoàn nhà trai chúng tôi đến để xin phép bác cụ đưa cháu về nhà chồng. Đấy, để chúng tôi thông báo thời gian như vậy để các cụ các ông các bà nắm rõ sau khi là đón dâu về xong để xin mời các cụ bên trà gái ở lại nhà trai để xơi rượu để chúc phúc cho các cháu nói chung và hạnh phúc của ông nội bà nội với chúng ta nói riêng. Xin cảm ơn rất nhiều. Tiến lễ gia tiên của hai bên gia đình để mừng hạnh phúc cho các cháu cũng đã là viên thành. Sau đây đại diện nhà trai chúng tôi xin phép các cụ ông các bà bên nhà gái cho chúng tôi phép chiếu lễ trước khi về. Xin cảm ơn rất sự đón tiếp của các cụ ông các bà và xin chúc các cụ ông và vui vẻ và mạnh khỏe. Xin cảm ơn rất nhiều. Để về nhiều. Qua lời chúc sức khỏe của cụ bên nhà trai, thay mặt cho bên nhà gái là tiên là xin kính chúc sức khỏe các cụ các ông các bà. Sau khi công việc của cháu ở đây xong là trên đường về là chúc cho bình an ạ. Cảm ơn rất nhiều. Xin chúc cho đàn trai
đây, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô Sáu cũng ly ta rỗng rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rầm rầm. Xin mời cô bác, ta cùng mà giải khát, cứ uống mừng xuân sang. Quê mình à khang trang, từng mừng à gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sông pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu à, cùng ly với bà xui đi cây đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi anh Sáu. Trời ơi, tôi nói vô chỉnh rồi không? Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc nói gì không được đụng? Bây tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không? Thôi mình cứ uống chỉnh đi không? Uống chỉnh xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô Sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén không? Nè cô Sáu cũng ly ta rỗng rẽn không? Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô, xin mời cô bác, ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang, từng mừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sông pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu à, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Năm này tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. À, chúc phúc cho ông bà Phục Quyên và hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Và đến giây phút này không để quý vị chờ lâu hơn nữa, và ca khúc đầu tiên là một ca khúc hát về quan họ, ca khúc được mang tên Mời Nước Mời Trầu. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe.
ra trong đám đông như người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng. Trọn đời ta chỉ yêu nhau mà thôi. Hoàng tử của em. Em mong sâu sâu càng tận nhìn để anh nhìn lại kiểu phiền đồ xa. Ước gì sống đẹp một thân để em giải hiến khúc cùng người chàng xa chân. Ai ở nhà
giá là nhiều. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương tròn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một phương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên vời vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật ngoan. Mang theo từng bước chân nào đám
dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sẵn pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ.
nhất trai nàng anh không thử chịu chơi. Những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn châu bò năm thì đâu xa chuyện tôn hào vật thả. 500 mộng đi khắp thế gian trời, 600 mộng ta vẫn cứ dòng trời. Anh nhận hành tinh còn em nhất trận đời. Lại 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 em ơi bảo lại. Ôi trời ơi, làm gì mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em mà mở cả hơi tài. Lớp cổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy. Thôi bảo em mình nãy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Những trai là anh công tử hào hoa, những gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh những làng trong, còn em những làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cung giang em có út một xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thớt bò dê, con gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc đang cưới thì thật vui ghê. Trăm thuyền đuôi tơ, 50 giỏ lái trước dâu rộn ràng. À, từng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng nguyên hương, 500 con gà trống, 600 con vịt cô. Nhất trai là anh công tử chiều chơi. Chờ đôi ta.
trái tim đến trái tim, hai trái tim hoa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, đã lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đó hoa hồng thơm ly dịp nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã không đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đó hoa hồng thơm ly dịu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cũng đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta.
hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc. Hy vọng yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây.
ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sầu lo cho tương lai cu còn chúng mình em mà ca chân chân chán với son cô ngày lần đầu em mà ca chân chán với son cô ngày lần đầu.
Ông tơ ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua. Ta thầm mơ ước ngày lên sẽ qua. Rất là yêu nhạc, thế này cũng muốn gửi đến tất cả quý vị một giai điệu Mùa Xuân Đầu Của Em của Đan Nguyên. Thế thì xin quý vị cho một tràng vỗ tay trước một đợt không ạ? Xin cảm ơn ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Anh ơi, anh trai, cho em vươn tiếng tay nhỏ, bé quá chả nghe cái gì cả. Anh thông cảm nhé, em uống rượu rồi. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay rất dễ buồn. Tay yêu ắt giọt thế đời, em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng dòng nắng vàng chờ mưa thưa. Thank you.
na xinh xinh. Thương anh biết lo tương lai, tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đẹp duyên bên qua mai vàng. Mai vàng nở mừng xuân sang là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ sẽ nối duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chi hồng. Chi hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thắm duyên. Ông tơ ông sẽ duyên ta, bà Nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Ông tơ ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên sẽ qua. Xinh xinh. Thương anh biết lo tương lai, tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đẹp duyên bên. Cành hoa mai vàng, mai vàng nở mừng xuân sang là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ sẽ nối duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chi hồng. Chi hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thắm duyên. Ông tơ ông sẽ duyên ta, bà Nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. We'll be right back.
nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khoe các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Còn em nhất trần đời.
duyên em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miễn cưới xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng từ những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi ơi hò quan ơi hò quan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Để các em biết quý và chỉ còn được khoảng 10 phút nữa thôi, đó là giờ đẹp nhất. Khung giờ tình yêu của hai bạn trẻ sẽ được diễn ra từ trung tâm chính của em trai của chúng ta. Xin được thay mặt cho gia đình ông Nguyễn Kim Phụng, xin được một lần nữa trân trọng kính mời để các em biết quý, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trung tâm chính của gia đình, đẩy bước chân đi đầu tiên trong con đường hạnh phúc của hai bạn trẻ đến với hôn nhân đích thực cho buổi lễ phu quy. Họ nhà gái, cô dâu Linh Chi sánh vai cùng với chú rể Hoàng Vũ. Xin được hân hoan chào đón các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ, các vị quý cùng toàn thể nam thanh và nữ tú. Trước được tình yêu của hai bạn trẻ đó là người bạn, họ chuyển sang tình yêu và lớn nhất trong đời của mỗi con người, đó là hạnh phúc gia đình, đó là cái nôi để chúng ta cùng gắn kết yêu thương và gia đình yêu thương chúng ta vô điều kiện. Sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý cũng như toàn thể các quý vị đã hiện diện ngoài cánh cổng hoa của hội trường. Chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trung tâm chính của gia đình chúng tôi để chúng ta sẽ cùng bước đi những bước đi đầu tiên, đó là sự khởi đầu tình yêu của chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi. Và buổi lễ phu quy đầu tiên sẽ được diễn ra tại họ nhà gái. Không gian tình yêu của hai bạn trẻ được thấy rằng như chúng ta đang học năm cây cầu tình yêu giữa hai điểm đồng hồ của lễ phu quy tại họ nhà gái. Buổi lễ thành hôn được thực hiện ở tại họ nhà trai. Cho tôi xin được dẫn lời cho gia đình ông Nguyễn Kim Phụng, bà Nguyễn Thị Nguyên. Xin được hân hoan chào đón toàn thể các vị quay trở về không gian để chúng ta sẽ đến với buổi lễ phu quy sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Xin được trân trọng kính mời và xin được kính mời. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái trở về, bên thanh bình ta sống thành thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đầy vui. Ơi, ơi ơi hò quan ơi hò quan, mắt sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên mơ. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đầy thôi. Ơi,
quán, mắt sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến mơ. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có nhau về ta sống đời hoa. Bao năm xa quê hằng mong ước ngày trở về, tôi mang trong tim tình yêu thuở nào tràn trề. Từ ngày hai đứa cách xa tình yêu càng thêm thiết tha, nàng nơi quê cũ nhớ thương tôi nơi thành đô. Bao nhiêu yêu thương dành riêng với tặng người tình, mong cho tơ duyên dù xa cách tình càng bền. Quê thưa má với ba chọn ngày lành sang cưới em để duyên đôi lứa thắm tươi đẹp tình. Nhà ban tổ chức chúng tôi xin mời tất cả các quý khách. Chúng tôi có ý kiến và xin phép bắt đầu. Xin báo cáo với tất cả các cụ ông cụ bà, bố mẹ các cháu và anh em chú bác cô dì nội ngoại và các vị khách quý. Chúng ta chuẩn bị đã rất lâu, bây giờ hôm nay là đến ngày, đến giờ chúng ta chuẩn bị đón dâu. Vậy thì trước khi đón dâu, đại diện nhà trai chúng tôi có một đôi lời xin phép các cụ cô các bà. Qua thời gian được tìm hiểu, các cháu tìm hiểu với nhau, được sự thống nhất của hai bên gia đình, cho phép của bố mẹ ông bà các cháu và đồng phận các cháu, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Để từ nay để đi, thanh nữ thì được tên danh gọi là cô dâu và thanh nam thì được gọi tên là chú rể. Về thời gian đón dâu về nhà chồng thì chúng tôi có ý kiến đề nghị các cụ cho phép đến giờ là cho phép các cháu lên xe hoa về nhà chồng. Và là giai chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các cụ đã nuôi dạy các cháu như người, và cảm ơn các cụ cho phép các cháu đã thương nhau, và xin chúc các cụ vui vẻ, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Trước khi ra về, chúng tôi xin cảm ơn các cụ rất rất nhiều. Và xin cảm ơn mời cùng nhà trai lên đứng. Vâng, các cụ con các bà, cô dì chú bác của các cháu, hôm nay là hai họ trai và gái. Báo cáo với các cụ là về thủ tục hành chính thì các cháu cũng đã được nhà nước công nhận. Còn đối với gia đình thì về nghi lễ với gia tiên là chúng ta cũng đã thực hiện đầy đủ. Bây giờ đến giờ hoàng đạo, qua ý kiến của các cụ bên họ nhà trai, xin đón cháu đi về để làm dâu con của các cụ bên họ nhà trai. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, trước hết là xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai đã tinh tình đông đủ để đón cháu. Chúng tôi thay mặt cho bên họ nhà gái, trước hết là cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà bên nhà trai là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và một điều rất ngắn gọn là cháu Chi thì chúng tôi là nuôi dạy cháu trưởng thành, nhưng thực chất là mới chỉ là ăn học, còn cái việc cuộc sống trong
đời thường của xã hội thì còn phải học tập và có những rèn luyện nhiều để cháu trưởng thành coi như là người có ích và có là trở thành cái dâu con hiếu thảo của các cụ con các bà bên họ nhà ta. Và được như vậy là rất mong là có sự quan tâm tiếp tục dạy dỗ của các cụ ông bà bên họ nhà ta ạ. Thì cũng cuối cùng là tôi muốn nói nhiều hơn, đã đến nhiều hoàn cảnh mà các cụ xin phép đón cháu về làm dâu thì chúng tôi cũng xin cảm ơn và kính chúc các cụ ông các bà là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông nội của cháu Thi. Để trước khi về nhà chồng thì cũng xin phép bên ông nội và nội và cô bác công ty ông về chào bạn. Cho hai cháu lên bái tổ đường và hai cháu lên bái tổ đường. Có rượu và còn lại là nước thì bây giờ em chỉ một trong vài chén em uống hết hai chén. Còn lại một chén chi sẽ uống. Đấy. Quá lâu. Một chén nước, một chén rượu, hai chén nước. Rồi, trong này trong ba chén này có một chén rượu. Còn lại hai chén nước. Em chỉ uống hai chén, còn lại chi uống một chén. Chị nói lại em quay được không? Vâng, đây chị nói lại. Rồi anh em. Nào. Ta giả vờ ngưng á, giả vờ ngưng á. Xong quay chưa? Từ mình chị quay rồi chị ơi. Từ chị. Mình chị... em biết ngay là có thử thách thì mình gọi thôi, bạn em lên hộ tống mình. Nào, hộ đó được không? Được chưa? Thử thách này à, đơn giản nhỉ? Trong ngày hôm nay chị sẽ đưa cho em một thử thách để vào được với cô dâu. Sẽ có 3 chén rượu. Trong 3 chén này có 1 chén có rượu và còn lại là nước. Nhiệm vụ của em là uống 2 chén còn lại 1 chén để cho chị. Bây giờ em chỉ Nhanh. Bên này đưa cho uống. Rồi, đưa cho bạn đi. Còn 1 chén nữa. Uống đi, uống lên uống vô tay nhé. Nước này đi. Nước uống đi. Bắt đầu. Thuộc về anh. Thôi anh uống hết. Trời ơi, chưa? Hôm qua số rượu anh tu là người đủ rồi. Cô đã uống hết rượu em ạ. Thì em sẽ cho anh biết một sự thật gửi đi xem đó là gì. Tất cả nước hết à? Đây là cuối cùng thành lừa không ạ? Lúc sáng thì anh lên đón dâu, anh lên phòng của mẹ nhá. Làm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em xin phép đưa vợ em lên nay vui sao mình mơ hoa nguyện rồi, con tim nôn nao chờ giây phút mặn gặp đào. Về quê đám cưới rước dâu trọn đời mình luôn. Thứ nhất, thứ hai là xin mời ông nội, ông bà ngoại, cô bác chú gì tham gia đưa cháu về nhà chồng. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều. Và thế còn vấn đề gì nữa thì chúng ta ở nước bên nào phó nháy quay phim chụp ảnh. Gần xa và hai bên nhà trai gái đã tham dự và đưa cháu về nhà chồng một lần nữa. Đại diện của hai gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn cô. Vâng.
Vâng, đã đúng như Hoàng ạ, do các cụ bên nhà trai đã lựa chọn để đạt được cái nguyện vọng trong đúng giờ giấc thì chúng tôi xin tuân thủ và chấp hành cái giờ giấc đó. Và rất mong là coi như thế là các cụ cô các bà là đón cháu về trên đường về là thương con bình an ạ. Xin cảm ơn ạ. Vui sao mình mơ hoa nguyện rồi, con tim nôn nao chờ giây phút mặn gặp đào. Về quê đám cưới rước dâu, trọn đời mình luôn có nhau, lòng nôn nao quá trái tim rộn ràng rạc rào. Về quê đám cưới rước dâu, trọn đời mình luôn có nhau, lòng nôn nao quá trái tim rộn ràng rạc rào. Về quê đám cưới rước dâu, trọn đời mình luôn có nhau, lòng nôn nao quá trái tim rộn ràng rạc rào. Chuyện với mẹ, mẹ có nhắc em đó. Mẹ nhắc gì vậy anh? Mẹ nói. Mẹ nói sao? Mẹ nói vậy nè. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cạnh người mai mối duyên trầu cau. Tình dấu muôn trang lòng vẫn lo, em nào dám đâu áo mặc qua đó là cô dâu Linh Chi đã được chọn cho chú rể Hoàng Vũ. Thưa toàn thể các quý vị, và buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi chính thức được bắt đầu. Tôi đang đến với câu chuyện tình yêu của cô dâu Linh Chi và chú rể Hoàng Vũ, và có thể nói rằng hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và qua một thời gian tìm hiểu, được sự nhất trí của chính quyền địa phương và hai bên dòng tộc, tình yêu của họ đã nảy nở nên duyên. Họ nguyện trở lại con thuyền tình yêu đến với bến bờ hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các quý vị, và tình yêu luôn là một điều rất đẹp và lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, đó chính là một kho tàng bí mật mà không ai có thể hiểu hết được về nó. Nhưng có một điều trong tình yêu mà hẳn chúng ta sẽ đồng cảm với nó, đó chính là khát vọng tình yêu. Mà khát vọng tình yêu thì không bao giờ thay đổi. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi. Kính thưa các cụ, ông các cụ bà, kính thưa các ông bà, kính thưa các bà,
của cháu Vũ. Hôm nay là ngày vui hạnh phúc nhất của hai cháu, được các cụ bên họ nhà trai đã đón cháu về tới đây để làm dâu con của các cụ, các ông, các bà bên họ Vũ nhà ta. Thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi không biết nói gì hơn. Trước hết là xin cảm ơn sự đón tiếp tin tình của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai. Sau nữa là kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, toàn thể cô dì chú bác của cháu là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn anh. Tôi đại diện họ nhà trai lời đầu tiên xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, anh em nội ngoại, cô bác cô dì, bạn bè thân hữu đã tham gia đưa đâu đón đâu về đến nơi, về đến chỗ an toàn. Chúng tôi xin cảm ơn rất rất nhiều. Cho nên lời nhà trai chúng tôi có một đôi lời ý kiến báo cáo với các cụ. Đời người phụ nữ có một lần ngày vui nhất là ngày cưới. Hôm nay được phép của các cụ, được sự thống nhất của hai bên, đồng thuận của các cháu, hai họ bốn bên chúng ta, hai bên bốn họ chúng ta đã tổ chức lễ đại hôn các cháu. Bây giờ là thời điểm điểm vui nhất, trong thời khắc đẹp nhất, thiêng liêng nhất của các cháu. Về nhà trai chúng tôi rất rất vui mừng được sự đón tiếp nồng nhiệt, đến cách tình hình của các quý vị đến tham gia đông đủ để đưa cháu về nhà chồng. Chúng tôi đại diện nhà trai không biết là gì hơn, xin một lần nữa chúc các cụ, các ông, các bà, hai bên bốn họ, nội ngoại gần xa, bạn bè thân hữu một lời chúc vui vẻ, sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Vâng. Đại diện nhà trai chúng tôi xin phép các cụ để cho các cháu, cô dâu, chú rể, Kim Phụng và Linh Chi vào làm lễ. Lại thưa ba em, mẹ em đồng ý phận làm con cúi đầu xin vâng. An ơi em. Đáng yêu tuyệt vời khi mà nhìn không gian của gia đình họ trai của chú rể Hoàng Vũ. Quý vị có được gì mà đó là một nét đẹp truyền thống của người Việt của chúng ta. Một không gian cực kỳ tuyệt vời, đó là không thể nhìn không thay đổi hơn. Bao giờ vậy? Khi mà tổ đường của chúng ta thì hiện diện ở vị trí trung tâm, đó là nơi trang trọng và tuyệt vời nhất, và nó đúng rằng và gìn giữ nét đẹp của người Việt. Chính vì vậy mà quý vị hãy cùng một tràng này xin được chúc mừng văn hóa của người Việt. Và ít phút nữa thôi thì cô chú bác và người thân của chúng ta sẽ cùng di chuyển sang ngoài kia để xin được chúc phúc và chúc bà con để chụp ảnh ngoài đó để đến những ảnh đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Và đặc biệt ở đây xin mời cô dâu chị và chú rể Hoàng Vũ hai bạn hãy đi với những người chồng em để năm phút cho em xin qua người đồng hành cùng với em và trẻ gửi tới quý vị. Tôi có thể đi mời nước các cụ ông, xong đi mời nước các cụ bà, sau này xin mời cô bác chú gì làm bà cho cháu các thứ gì bên bên vào ra giữa và để cho bác sĩ. Xin cảm ơn cụ gì rất rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thế là xin mời ông tôi vào bạn. Vâng, kính thưa quý vị, và để không gian của ta cứ dâu chia sẻ cho ảnh để chúng ta đẹp nhất có thể. Trăng tay ngày tháng thư xin, xin em vững lòng dù nghèo mà thương nhau và trọn đời mình nên duyên ước. Mời họ Vũ hiện diện ở trước cái đường, xin mời quý vị hãy dành tràng tay của tôi để chào rể Hoàng Vũ ạ. Xin được thay mặt cho cha mẹ xin thành ra cô dâu Linh Chi, hãy bảo vệ và che chở cho người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cô con gái bao giờ cũng vậy, được quý rằng như một bình rượu quý, một bình rượu mơ, mà bao giờ cũng thế,
khi ai sẽ là chủ hữu của chiếc bình đó tuyệt vời nhất. Và điều đặc biệt nhất ngày hôm nay đó là ngày 26 tháng 9 năm 2020 diễn ra tại gia đình của họ nhà gái và hiện diện ở trong buổi lễ tân hôn của họ nhà trai, đó là vị thực khách hay đó là yêu thương cho mẹ chú rể hoàng vũ của cô dâu Linh Chi. Xin được cú chào ra mắt toàn thể các quý vị, xin mời. Kính thưa toàn thể các quý vị, cha mẹ nào cũng vậy, khi họ sinh con ra mong con lớn và trưởng thành. Đến ngày hôm nay thì yêu thương đó được quý rằng như trời cao và biển rộng. Thưa toàn thể các quý vị khách quý, và người quen họ có câu yêu nhau thì đứng ở đằng xa, còn mắt liếc lại bằng ba đường gần. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà, trong cuộc sống một ước nhỏ nhoi thôi, đó là những ước hạnh phúc. Điều hạnh phúc bao giờ cũng lớn hơn tất cả. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, hạnh phúc trọn vẹn đó là hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập, hai trái tim đang cùng hướng về điểm đầu cầu của hai bên gia đình trong buổi lễ quốc huy và buổi lễ thành hôn. Và người song hành ngày hôm nay đó là MC Phú Quang và MC Thư Khánh. Và ngày hôm nay đặc biệt một điều rằng có lẽ cô dâu Linh Chi ạ đã đón nhận và đã nhận ra người bạn của mình đúng không ạ? Có điều đặc biệt ngày hôm nay ở trên sân khấu ạ, người đang song hành cùng với Quang đó là MC Thư Khánh, chính là người bạn học đại học cùng với cô dâu Linh Chi. Đến đây cô dâu Linh Chi đã hòa ra đúng là người bạn của mình. Ngày hôm nay chúng ta được một trắng này, đó là một cái duyên rất là tuyệt vời đến người bạn của chúng ta. Hai bạn hãy bước lên một bước, xin mời. Kính thưa toàn thể các quý vị, hai vòng tròn khép kín, không có điểm xuất phát và không có điểm dừng. Nó luôn thể hiện cho vòng quay của trái đất, chở những con thuyền tình yêu đến với bến bờ hạnh phúc. Xin mời chú rể Quyền, Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi hãy quay mặt vào nhau một góc 90 độ, xin mời. Hàng ngày hôm nay, đó, cứ từ từ. Vâng ạ, nhưng mà trước tiên ạ, điều gì xảy ra nhỉ? Em xin chào nhà, điều gì ra? Kính thưa toàn thể quý vị và chú rể Hoàng Vũ sẽ trao cặp nhẫn cưới uyên ương cho cô dâu Linh Chi ngày hôm nay. Thưa toàn thể các quý vị, cô dâu cuộc đời này. Kính thưa các quý vị khách quý, tại sao gọi là nhẫn? Trong cuộc sống chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút, hạnh phúc sẽ được hoàn hảo. Trong cuộc sống của chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, công việc sẽ được viên mãn. Thì tình yêu của bạn trẻ chỉ cần kiên nhẫn như chiếc nhẫn tròn trẻ kia. Không có một điểm nào đó điểm hở, chính vì vậy mà không có cái hở thì không bao giờ ai sẽ được lọt vào vòng nhẫn đó. Và kính thưa quý vị, chờ bia. Khoảnh khắc này xin mời các bạn nhỏ dưới 13 tuổi đằng sau quay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta thay hướng với khấu ạ. Và chuẩn bị ạ, hai bạn bình tĩnh tự tin. Đây là giây phút khó quên trong đời. Và hai bạn hít thở thật sâu. 3, 2, 1, bắt đầu. Hôn nhau đây. Kính thưa toàn thể quý vị, một khoảnh khắc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, họ trao cho nhau cả một vùng trời yêu thương. Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất. Chính vì vậy ngày hôm nay họ trao cho nhau những điều tuyệt vời với sự kiến của hai họ và bốn bên. Vừa rồi đó là những khoảnh khắc ngọt ngào từ trái tim đến với trái tim. Khi mà hai khóe miệng của chúng ta được chạm vào nhau, nó hình ảnh hình thành rất là hoàn hảo. Còn em hãy về đây thì những món quà của gia đình hiện diện ở trên sân khấu để được tặng các cô dâu và chú rể. Món quà đầu tiên cho bác tôi xin được trân trọng kính mời, đó là ông bà nội, ông bà ngoại. Vâng ạ, những món quà ông bà để này, sau đây xin mời chúng ta cùng lên sân khấu để dành tặng cho con. Sau món quà của ông bà, cũng xin được trân trọng kính mời những món quà tiếp theo. Người mà sinh thành ra vợ chú rể ngày hôm nay, đó là món quà của người cha và người mẹ, ông Nguyễn Kim Phụng và bà Nguyễn Thị Quyên. Vâng ạ, kính chào quý vị. Bà, vâng, bà có một chút đôi lời chia sẻ ngày hôm nay ạ. Kính thưa tất cả các cụ, ông và bà, cùng toàn thể hồi hôn. Tôi là ông nội của cháu Hoàng Vũ. Hôm nay ngày vui nhất của cháu, hai vợ chồng có một tí quà lên để tặng ngày vui của hai cháu. Bà quay đây bà ơi. Toàn thể hồi hôn cho một lần tháo vỗ tay. Kính thưa toàn thể quý vị, một điều tuyệt vời. Những món quà là những niềm vui, niềm hạnh phúc, những lời chúc tốt đẹp nhất mà người thân gửi tặng cho món quà. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Món quà là những động lực, là phong độ. Chắc chắn một điều rằng chắc của ông bà dành tặng cho ông bà. Chắc chắn một điều trong năm 2022.
ánh mắt của MC nhìn thấy bà cười cười rất là tươi. Bà yên tâm rằng ngày hôm nay Linh Chi là thuộc về bà rồi. Bà có một đôi lời chúc phúc đến hai con, xin mời. Kính thưa các cụ, con, các bà, cô dì, chú bác cùng và tất cả các bạn thanh niên nam nữ. Tôi là ông ngoại của cháu. Hôm nay cũng là ngày vui của hai bên gia đình, cũng là ngày hạnh phúc của hai cháu. Thì tôi xin phép là hai vợ chồng tôi kỷ niệm cho cháu một tí kỷ niệm để cho nó tình cảm. Và cảm ơn tất cả hội hôn. Vâng, kính thưa quý vị, MC Vũ Quang không ngờ rằng gia đình của chúng ta có những cây đa cây đề rất là tuyệt vời. Ước gì mà MC Vũ Quang có ông có bà để đôi khi quay trở về dỗi dành với ông với bà. Nhiều khi bố mẹ mà có một cái điều gì đấy mà chúng ta mà nói một buồn tí, quay trở về ông bà bao giờ là những người bao giờ bảo vệ bế trợ. Chính vì vậy mà bà ngoài có bảo là bà có một đôi gà con để sinh sôi nảy nở. Quý vị anh đổ một tràng tay xin được cảm ơn bà. Chúc bà và ông luôn mạnh khỏe, ông bà luôn người đồng hành và theo dõi cho con đường tình yêu, con đường sự nghiệp của hai con của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, bố mẹ đó là người ngân nguồn hạnh phúc của hai bạn trẻ. Và ngày hôm nay chiếc tiền mẹ trao cho vợ con dâu của gia đình, mẹ sẽ ôm chặt vào ạ. Đây là món quà mà chính con trai của mẹ mang về tặng cho mẹ. Và chính thưa mẹ, vâng ạ, em sẽ là người cầm sẽ kết nối. Hãy đổ một chào tay ạ. Tại sao mà tôi muốn nói một điều là mẹ và em, vì tại sao đều là những người phụ nữ xuất giá tổng phu. Chính vì vậy mà giữa mẹ và em từ một nơi xa để quay trở về với gia đình của họ nguyện của chúng ta sẽ là những cô con dâu Thảo Hiền. Cách đây được khoảng hơn 20 năm mà đúng không ạ? Mẹ về là cô con của gia đình của dòng họ Nguyễn. Thì một khoảnh khắc hai thập niên của chúng ta là hiện diện ở trong nước gia. Cô dâu Linh Chi về là cô con của gia đình. Chính vì vậy, giữa mẹ và em là sợi dây gắn kết để chúng ta cùng nuôi dưỡng, chăm sóc văn hóa của gia đình. Và hãy đổ một tràng tay nữa xin được chúc mừng mẹ có cô dâu mới. Kính thưa toàn thể các quý vị, và cha mẹ luôn là những người yêu con, dành những điều tuyệt vời nhất cho con. Và hôm nay, chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi đã tìm được nửa trái tim của mình, tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Và đó là điều tuyệt vời mà cha mẹ đã... Hãy ôm chặt chàng trai của mình ngày hôm nay. Đấy. Vâng ạ, tuyệt vời không ạ? Đấy, điều tuyệt vời của gia đình của chúng tôi ngày hôm nay, đó là khơi nguồn hạnh phúc. Vâng ạ, xin được cảm ơn bố, xin được cảm ơn mẹ, những người điều tuyệt vời. Vâng, sau đó, tôi xin được chúc mừng. Một quả hoành rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hai bên gia đình sẽ cùng lên sân khấu để trao những món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể các quý vị, cha và mẹ sinh em ra trong khoảnh khắc cha mẹ hạnh phúc nhất, mong đợi nhất và tiếng khóc đầu đời của cô dâu Linh Chi trên bàn tay của mẹ, rồi những giọt sữa mát của mẹ đã nuôi dưỡng cô dâu Linh Chi lớn ngày hôm nay. Và cha luôn là người đồng hành bên mẹ để chăm cô con gái của cha. Đến ngày hôm nay, cha lại một lần nữa sờ tay con gái của mình để con gái về với tình yêu đích thực của mình. Và giữa cha và chàng rể là những người đàn ông sẽ có hiểu được rằng những người phụ nữ bao giờ cũng vậy, họ chịu nhiều vất vả trong cuộc sống. Chính vì thế mà chú rể Hoàng Vũ, em hãy thay mặt cho người cha và người mẹ thân sinh ra cô dâu Linh Chi, hứa với người cha người mẹ của cô dâu rằng kể từ ngày hôm nay trở đi, chú rể Hoàng Vũ sẽ thay mặt cho người cha người mẹ bảo vệ và che chở con gái diệm của cha. Đừng bao giờ làm cô con gái của cha buồn và khóc, hãy làm cô con gái của cha hạnh phúc viên mãn. Quý vị hãy nổ một tràng tay xin được chúc mừng gia đình của chúng tôi. Và món quà mẹ dành tặng cho hai con, xin mời. Và kính thưa quý vị, sau đây người cha của cô dâu Linh Chi hôm nay cũng có đôi lời phát biểu để chúc phúc và dặn dò tới hai con. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng ạ, chú sẽ có đôi lời căn dặn và chia sẻ để chúc phúc hai con. Và điều đặc biệt ngày hôm nay, khi mà cha rời bàn tay của mình cô con gái diệu trao cho chàng rể Hoàng Vũ, chắc chắn đi rằng cha rất có nhiều điều tâm sự đến với chàng rể của mình. Xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, thưa các bạn thanh niên nam nữ, cũng trước tiên là cho tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, kính chúc đến toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và sau đây tôi cũng xin có đôi lời ý kiến. Tôi thì cũng chiều theo của quy luật tự nhiên, trai thì lớn gả vợ,
gái thì lớn gây chồng. Các cháu của chúng tôi cũng đã trưởng thành. Nay các cháu đã đến tuổi trưởng thành và các cháu đã thương yêu nhau. Và trước tiên là được sự đồng ý của chính quyền, được sự nhất trí của đôi bên gia đình và đặc biệt là sự quyết tâm của hai con. Các con đã trưởng thành, các con đã quyết tâm đi đến một gia đình hạnh phúc. Thì ta cũng không biết nói gì hơn là chúc cho các con mãi mãi mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ xin hạ cho các ông, các bà cũng như là một đàn cháu có đủ nam đủ nữ, có nếp có tẻ. Kính thưa quý vị, chúng ta có điều khác biệt mà. Xin cảm ơn và chân thành cảm ơn. Đó là sự mong mỏi của cha cũng như mong mỏi của gia đình của chúng ta để chúc cho hai con ta điều tuyệt vời nhất. Có những người cha như kia kiểu rằng kiểu gì thì mỗi buổi tối lại quay trở về với cha. Hai cha con cứ làm cuốc rượu, mẹ sẽ là người âm thầm đi mua đồ nhậu về cho và bố và con. Và quý vị anh đồng một tràng đây xin được chúc mừng ạ. Đấy là tình cha con, đó là tình yêu thương tuyệt vời nhất. Xin được cảm ơn cô chú, chúc cô chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn đồng hành và theo dõi các con của chúng ta trên bước đường đi. Và đó là quý từ của bên gia đình của chúng ta, cứ gửi sang bà ngoại là bà ngoại ạ, nhận tất. Vâng, kính thưa quý vị, bà nội thì nào nhỉ? Bà ngoại ở nhà trông cháu ạ. Mơ nào mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương tình, mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình em thôi. Facebook như thật, chỉnh áp cực kỳ xinh, nhiều khi mà cụ ông vào mắt không nhận ra. Vâng. Và chúng ta có thể thấy rằng là những tình cảm, những tình thương của những người thân, cô dâu và chú rể hôm nay còn rất là dài ạ. Phải nói là xếp hàng đến là sáng mai cũng chưa hết. Chúng ta sẽ dành những khoảnh khắc, những món quà. Nếu mà chưa tặng hết hôm nay thì sáng mai tặng cũng được. Và đây là một lời phát biểu căn dặn hai con, sau đây xin mời bà có đôi lời chia sẻ. Xin phép chú MC một mấy phút ạ. Kính thưa quan viên bốn họ, kính thưa toàn thể hội hôn, được sự nhất trí của hai cháu và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương và cũng được sự nhất trí của hai bên gia đình, đến nay gia đình ông Phụng bà Quyên đã chọn ngày lành tháng tốt để lo việc trăm năm cho hai cháu. Thì tôi đúng là năm thì năm vàng, tháng thì đám ngọc, giờ thì giờ kim cương. Lúc này tất cả các cụ ông, cụ bà cùng cô dì chú bác, anh mẹ, anh chị em gần xa của họ nhà trai và họ nhà gái đã đưa và đón cháu về bên nhà chồng để làm cháu các cụ trong ngành họ Nguyễn và con dâu hiền trai thảo của ông cụ bà Quyên. Thì đến nay tôi cũng là bà của cháu, tôi cũng có một món quà nhỏ bé, tôi cũng chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Sau đây tôi cũng gọi là có một bài thơ, gọi là có mấy câu thơ thôi. Nếu mà ra tất cả hồi hôn mà đồng ý để cho tôi đọc thì tôi cũng xin đọc vài câu thơ. Thì tất cả hồi hôn có đồng ý không ạ? Ở gần mà chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mấy lần đò cũng qua, yêu nhau chẳng quản đường xa, cô dì chú bác bạn xa bạn gần, về đây cũng đến tiễn chân, vũ chi hạnh phúc mười phân vẹn mười, về đây chứng kiến nữa đôi, vũ chi hạnh phúc suốt đời không phai, cuối năm đẻ chú cháu trai, thế là hạnh phúc chẳng ai sánh bằng. Sau lúc này nghe bà dặn nhớ. Mẹ cha cũng chỉ mong rằng con dâu hiếu thảo cho bằng người ta, đi đâu về đến cửa nhà miệng cười hớn hở ông bà cơm trưa, mẹ chồng nào mà chẳng ưa, đôi bên cha mẹ cũng vừa lòng nhau. Mỗi khi cha mẹ ốm đau, các con chăm sóc
bệnh mau khỏi miền. Mẹ đâu có phải cần tiền, các con chăm sóc bệnh liền khỏi mau. Để lúc này nghe này, nhắc Vũ chớ có đắm say, không chơi cờ bạc đắm say rượu chè. Có vui chơi với bạn bè, cũng nhiều mà về vui với vợ con. Cảm ơn tất cả hội hơn, cảm ơn tất cả xóm thôn bạn bè. Trước khi các cụ ra về, chúc mừng các cụ mọi bề an khang. Cuối năm mời các cụ sang, ăn mời tháng cháu có thằng con trai. Báo cáo với tất cả các cụ, vì sao cho bảo các cụ là đến cuối năm sang để ăn đầy tháng cháu? Vì là ngày xưa là chúng mình là đi xe tàu điện, nhưng bây giờ các cháu đi máy bay trực thăng, cho nên là cuối năm mời tất cả các cụ sang để ăn đầy tháng cháu. Vâng, xin được cảm ơn những lời thơ, những lời chúc rất là tốt đẹp của bác ngày hôm nay. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc sức khỏe bác đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, không hề giấu thì quý vị và bác là hội người cao tuổi nằm trong hội thơ của phường của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị hãy đổ một tràng pháo tay xin cảm ơn. Bài thơ này thì bác đã ngâm thơ cũng như là nuôi dưỡng 2 năm nay rồi. Hôm nay có cơ hội để dành tặng cho chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì có MC Vũ Quang rất là vui mà nhìn sân khấu như là chúng ta đang đại hội đảng và các cử tri của chúng ta đang lên bỏ phiếu rất là tuyệt vời. Hãy đủ chào tay MC được chúc mừng cảm ơn. Nhưng món quà rất là cùng ý nghĩa, nói vậy để cho nó vui vui một tí để tình yêu của hai bạn trẻ của chúng ta nó có thú vị, nó ngọt ngọt ngào hơn, cuộc sống nó đa màu sắc, ngoài trời có nắng có mưa, âm nhạc lúc vui lúc buồn lúc thăng trầm. Nhưng mà trong tình yêu có bao giờ vậy giận hờn vô vơ rồi về với nhau, về với nghĩa vợ chồng? Như bà vừa nói, đi chơi đến đâu về đâu đi chăng nữa, hãy nhớ rằng hãy về với vợ với con, về bố mẹ, đó là yêu chúng ta vô điều kiện. Hãy đổi những chàng này xin được chúc mừng hạnh phúc Linh Chi và Hoàng Vũ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, và ngay sau đây đúng cũng chính là lúc thời gian mà quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển lên sân khấu để gửi tặng những món quà dành tặng cho cô dâu Hoàng Vũ và cô dâu Linh Chi và chú rể Hoàng Vũ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị ạ. Vâng, xin mời các cô các chú ạ. Sau đó là chốt hạ, tức là em trai anh trai ạ. Vâng ạ. Và những người bạn thân của chú rể chắc chắn một điều rằng những người mà luôn đồng hành, những người mà thường chân châu cắt cỏ theo như nhìn cháu ở quê hay là chân châu cắt cỏ, hay còn nếu mà hài hài một chút ở thời các ông các bà ấy là một quần thùng nít tung tăng ở ngoài cánh đồng, thì những người bạn đó là những người bạn tri kỷ đến ngày hôm nay cũng quay trở về đây để có món quà dành tặng cho cô dâu chú rể. Vâng ạ. Sau đây xin mời những người bạn ạ, xin mời những anh của những em của chú rể lên khấu. Và những người bạn ạ, vâng, lên khấu ạ, lên rồi, lên lên nào, lên nào, lên nào, lên lên ở đâu, ở lên ở đây, máu ở đâu, là máu ở đâu, máu ở bệnh viện huyết học. Xin mời các bạn ạ, chúng ta mạnh dạn lên sân khấu để lưu giữ lại những khoảnh khắc, lưu giữ lại những tấm ảnh đẹp nhất của ngày vui ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ, các bạn hãy mạnh dạn lên sân khấu ạ để lưu lại những bức ảnh, những kỷ niệm. Kính thưa các quý vị, ở cuộc sống của chúng ta thì ai cũng phải có bạn. Chính người bạn là những người luôn đồng hành của chúng ta, những người luôn chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn. Chính vậy những người bạn của chú rể Hoàng Vũ ngày hôm nay hiện diện, quý vị lại một lần nữa xin được chúc mừng và xin được cảm ơn những người bạn tuyệt vời. Vâng ạ, sau đó xin mời em của chú rể lên cầu ạ. Và phỏng vấn luôn như hoa hậu, xin mời. Kính thưa các bác, hôm nay có mặt ở tại đây tại đám cưới người bạn thân nhất của bọn em, thì bọn em rất là xúc động bởi vì Vũ thường nói là việc gì khó thì cứ để Vũ lo, cho nên mà hôm nay cái việc khó nhất Vũ đã làm được. Thì em chỉ có một điều duy nhất, đó là em chúc vợ chồng Vũ sau này luôn hạnh phúc viên mãn, luôn mạnh khỏe, cuối năm cho bọn em được ôm cốm để lấy vía. Với cả cái thứ hai nữa là chúc tình bạn của bọn mình sẽ luôn khăng khít như 17 năm vừa qua, để sau này con của bọn mình đến lượt tiếp theo như chúng mình cũng sẽ có một tình bạn keo sơn như thế này. Em xin hết ạ. Ý bạn ấy là 20 năm sau lên trước ông trước bà cũng như bố mẹ của chú rể đấy ạ. Ý tâm rằng có những việc mà bạn Vũ cứ việc gì khó, bạn Vũ đi uống trà chanh thì bao giờ vậy, bạn Vũ bao giờ cũng chanh chả tất, đó là những việc khó. Còn việc bình thường các bạn cứ đi uống đi về, đúng không ạ? Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ có đồn trăng mật ở tại quán trà chanh cùng với Vũ và Linh.
Ok, hãy đổ chào tay xin cảm ơn. Rất là tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, và món quà tiếp theo ngày hôm nay con xin mời bà đến sân khấu ạ. Vâng ạ, con xin mời đến sân khấu ạ. Vâng, để chúng ta cùng chụp ảnh như xưa. Rất là tuyệt vời. Có lẽ lâu lắm rồi làm một chương trình cưới mà có rất nhiều người thân của chú rể cũng như cô dâu lên sân khấu dành tặng cho hai bạn ngày hôm nay. Nó chỉ cần một chút quà lòng thôi thì hai bạn trẻ của chúng ta hạnh phúc được đầy đủ và viên mãn. Chính vì vậy mà hai bạn đang nhận một chút lộc phúc, lộc tài và lộc thọ của toàn thể những người thân của chúng ta. Xin cảm ơn. Vâng, các bạn sẵn sàng chưa? Thời gian chỉ còn 2 phút nữa thôi. Vâng ạ, bác ạ. Vâng ạ, bác đây là không giấu gì mọi người ạ. Bác đây là cùng phụ huynh với tôi ạ. Vâng, vừa rồi hỏi bác đã ăn mấy bữa gỗ rồi. Bác bảo là ăn tối 30 ngày hôm nay và có ăn buổi tối không? Có. Vậy là buổi tối xin mời bác ở lại ăn gỗ với anh tiếp. Xin cảm ơn phụ huynh của Vinh Quang. Và xin mời các bạn chúng ta cùng di chuyển lên sân khấu để cùng tiếp tục gửi những món quà, những niềm vui, niềm chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Alo, alo. Đến giờ phút này thì cuộc vui đang rất là vui. Nhưng xin phép các cụ ông, các cụ bà cùng các ông, các bà bên nhà trai hết sức thông cảm cho em à. Dạ. Hay là cuối năm nay mình làm đám cưới nha em. Anh à, đó là điều mà em luôn mong ước. Nhưng mà em còn đang lo sợ. Em sợ chuyện gì? Em nói anh nghe đi. Em lo sợ làm con cúi đầu xin vâng. Anh ơi em biết rằng nhà anh khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng thư xin. Xin em vâng. Những dòng rượu nghĩa tiểu tình ngày hôm nay. Kinh đường các quý vị, cái quý và thất diện nó thể hiện sự trường tồn và vững chãi của tình yêu. Thì họ nắm tay trong tay để cùng nhau rót những đất diều tiên ngày hôm nay. Và những đàn quái tráng đang tỏa trên sân khấu, nó luôn thể hiện cho những áng mây bồng bềnh đó, song hành cùng với chiếc váy màu trắng. Đó là sự trong trắng của cô dâu Linh Chi gửi chọn cho chủ đề Hoàng Vũ. Và những dòng rượu xung quanh đang tuôn trào những tâm ly, thể hiện những dòng suối nhỏ đang ngày đêm chảy mãi. Rồi cũng về được bến bờ hạnh phúc, ví như tình yêu và cuộc sống chú rể rộng lớn bao la như biển cả. Và trai thứ hai xin mời chú rể Hoàng Vũ hãy rót vào 4 chiếc ly và phần còn lại chúng ta hãy dồn ta đi đến giọt cuối cùng. Xin mời. Và trong thời gian này chào các tôi xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, mẹ của chú rể Hoàng Vũ đâu ạ? Và người mẹ đã dình ra cô dâu Linh Chi hãy lên sân khấu để hai con đến với lễ chân. Chào mẹ, xin mời. Dạ vâng, hai người mẹ đang nắm tay nhau tiến lên lễ đường hạnh phúc để cùng chuẩn bị dựng những ly rượu nghĩa diệu tình mà cô dâu và chú rể chuẩn bị dâng lên hai người mẹ. Kính thưa các quý vị khách quý, dòng rượu xung quanh được ví rằng như dòng suối nhỏ chở những tâm hồn tình yêu đến bến bờ hạnh phúc. Sau đây xin mời hai mẹ. Kính thưa quý vị, mang nặng tẻ đau đó là ai ạ? Đó là những người mẹ của chúng ta, những người mẹ Việt Nam, những người mẹ vô cùng tuyệt vời. Sau đây xin được trân trọng kính mời hai mẹ lên sân khấu. Xin mời chú rể Hoàng Vũ hãy dâng ly giờ lên cảm ơn mẹ thân sinh ra con dâu Linh Chi. Xin mời Linh Chi hãy nâng ly giờ lên cảm ơn chị em mẹ, đó là người đồng hành cùng với em, người mẹ của chú rể Hoàng Vũ. Xin mời. Vâng ạ, xin mời mẹ, hai bạn đến ở vị trí trung tâm ạ, xin mời. Kính thưa mẹ, các quý vị khách quý. Vâng, những yêu thương ngọt ngào nhất mẹ dành tặng cho con. Và ngày hôm nay con gái của mẹ đã trưởng thành, mẹ rất tự hào và mẹ rất sung sướng khi mẹ có một chàng rể Thảo là người sẽ bảo vệ che chở con gái cho mẹ. Mẹ biết được một điều rằng mẹ nhận trái tim của cha đã gửi chọn và dắt chàng rể của mình rồi. Và mẹ biết được một điều rằng trong năm 2020
mẹ sẽ là người đón đầu tiên cùng với mẹ của chú rể hoàng cố đón cháu, và hai bà luôn là người đồng hành cùng với các cháu. Quý vị hãy đổ một tràng tay, xin mời hai mẹ chúng ta hãy dâng ly rượu của mình lên cho em xin hoan. Đến lượt chúng ta cùng đồng thanh chúc mừng hạnh phúc ạ. Chuẩn bị ạ, ba hai một, chúc mừng hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, đó là ly rượu nghĩa rượu tình rượu của chúng mình trên mẹ cha. Xin mời quý vị, và bây giờ chúng ta có thể nói rằng nhà sâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Nhà trai chỉ được biết là bó hoa này rất là tình yêu ạ. Ai đã có tình yêu rồi thì sẽ được bên nhau mãi mãi, mà ai chưa có thì lập tức có người yêu luôn ạ. Hãy tin lời MC ạ. Những người bạn hãy ví dụ như là MC rất thường thường là sẵn sàng chưa? Vâng, kính thưa, thời khắc chuyển giao xin mời chị chủ đề hoàng vũ chuẩn bị ạ, chuẩn bị ạ. Sao tự nhiên thấy bà chú rể cười tươi thế? Em là chú rể ạ. Em là chú rể, đứng sân khấu. Sao lương của bạn là số bao nhiêu? Em thì em vẫn chưa có yêu ạ. Đấy, biết ngay cơ mà. Ở phía dưới rất là nhiều chàng trai rất là phong độ trẻ trung. Các bạn hãy nhìn này, người may mắn ngày hôm nay, và ngày hôm nay mà bạn nhận được bó hoa gửi trên mặt đây của cô dâu chú rể. Điều đầu tiên giới thiệu về mình, chúc phúc đến cô dâu chú rể, cảm ơn đến với tất cả các quý vị. Xin mời. Xin chào tất cả vị khách quý và ông các bà ngày hôm nay đã đến dự lễ đính hôn của anh họ em và chị dâu ạ. Thì nhân là dịp lễ hội hôn này thì em xin chúc hai anh chị là ngày càng hạnh phúc và có một hôn lễ mong muốn. Sau này thì nếu như mà em bé được ra đời thì em bé em tận tã hộ. Yên tâm đi. Cháu xin đáp là gì ạ? Cứ su khó giận lắm. Cố gắng ạ, em tìm hiểu ạ. Và kỳ thương thế này, các quý vị khách quý và người đón nhận bó ngày hôm nay, đó là người em của chú rể. Xin chúc bạn luôn mạnh khỏe, phúc và thành công. Xin cảm ơn hai mẹ trực kỳ hai con của chúng ta ngày hôm nay. Thưa thế này, các quý vị khách quý, và không thể thiếu được lời cảm ơn để chúng ta cùng chia với nhau hành động này tái ngộ, ăn đầy tháng. Thì xin được kính mời hai bác trưởng đoàn quay trở lại sân khấu để có đôi lời cảm ơn tới toàn thể các quý vị. Xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn, xin mời. Xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn. Chào tất cả các quý vị còn ở lại khán đài dự hội hôn của các cháu. Thì báo cáo với các cụ công các bà thì sân thì dài nào cũng có sân hút đầu hút được đó, cuộc vui nào cũng đã đến giờ kết thúc. Vì hơi nắng một tí nên là chúng tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đồng chí MC đã dành cho chút thời gian nên có đôi lời để cảm ơn các cụ công các bà hai bên bốn họ nội ngoại gần xa, anh em bạn bè thân hữu đã về dự hồi hôn các cháu thật vui vẻ, thật lành tráng và thật chu toàn và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn. Dù nghèo mà thương nhau và trọn đời mình nên duyên ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ.